Các bạn thích ngọt thì các bạn ăn lon. Thích ngọt thì ăn lon, còn thích nhạt thì ăn tuyết. Ăn lon rất ngon các bạn nhé, mình khẳng định là ăn lon rất ngon. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vlog của bọn mình. Và bọn mình hiện tại đang có 2, 4, 6, 8, 9 tuyếp kem đánh răng ở trên bàn. Thôi đùa thôi, không phải là tuyếp kem đánh răng. Đây là sữa ông thọ cao cấp. Thế thì cái sữa ông thọ này á, nếu mà nhìn theo bên ngoài ấy, mà chúng ta không để ý thì nhìn rất là giống một tuyết kem đánh răng đúng không? Thậm chí khi mà mở bên trong ra. Đấy. Này. Nhìn bóp ra buổi sáng mà lơ mơ là có khi là đánh luôn đấy chứ không phải đùa đâu. Thì đây là một cái loại sữa ông thọ đến từ Vinamilk. Sánh mịn thơm ngon. Cái này thì có hạn sử dụng được khoảng bao lâu nhỉ? Từ tháng 1 là được 9 tháng á. 9 tháng á? À, thế thì cũng đủ để đến thời gian mà con bọn mình ra đời để con bọn mình có thể uống đấy. Chúng ta sẽ cùng xem rằng là cái hương vị này như nào đúng không? Hiện tại thì tôi đã có một cái tuyếp ở đây. Sữa đặc có đường đây, bổ sung dầu thực vật. Thực ra ở đến cái đoạn này thì mình thấy rất là giống những cái tuyếp mà các bạn bôi tay ấy, kem bôi dưỡng da ấy. Ừ. Ngửi đi. Chả thấy mùi gì. Ừ. Không thấy mùi gì, chúng ta thử bóp ra nhá. Ôi, này này, này cảm giác nhá, lúc mà bóp ra nhá. Nó hút lại luôn ấy, nó không bị dính rớp nhiều như là cái này. Đúng rồi, cái này thiết kế thông minh nhỉ, tức là nó sẽ nào. Ngửi thôi ai liếm đâu. Chị lại tưởng em làm giống cái video trà xanh liếm bàn kinh khủng. Này ngày xưa mỗi lần mẹ em đổ này ra xong mẹ em bắt đầu. Thôi đi. Nào. Đừng có đẩy. Tại em ý. Đây. Hợp lý. Rồi. Đấy, bây giờ nếu mà nhìn màu không á thì các bạn sẽ thấy rất là rõ ràng. Một bên của chúng ta sẽ có màu đục hơn. Có thể là một ông thọ thì đã già rồi. Lại liên gia liên tiền thật. Ôi thọ đi. Em của Minh Sô chấp nhận. Nào. Nói chung là ngon đúng không? Ok. Ngon đúng không? Nhưng mà chấm bánh mì thì là the best đúng không? Đúng. Nhưng mà cái video này nó không chỉ đơn giản vậy đâu. Mà bởi vì các bạn nhìn thấy ở trên bao bì của chúng ta có rất rất nhiều những loại hoa quả khác nhau. Thế nên hôm nay bọn mình đã mang đến cherry, dưa hấu, bưởi, xoài, roi và ổi để cho tất cả mọi người trong văn phòng có thể chấm. Và chấm vào đây thì có thể cảm giác sẽ rất là ghê. Hôm nọ chúng ta vừa chấm tương ớt với cả cái sữa này xong. Và bây giờ sẽ là những người trong văn phòng chúng ta cùng thử. Ok, bắt đầu. Xin chào các bạn. Mình là Yến Ân Cao, bên kinh vật vời nhé. Còn mình là Hương, hành chính nhân sự của vật vờ. Đúng. Xin giới thiệu các bạn, đây là chính là cô Liền. Vinh Ngu hay gọi như thế, còn mình không biết cô Liền là gì. Nào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dead Channel. Rồi, xin chào các bạn, mình là Thành. Hiện tại mình đang làm việc chính là ăn hại tại Relax. Cũng như là mình có một cái kênh TikTok nhỏ nhỏ riêng. Thì đây, để đây các bạn follow mình. Đây là bạn... Mình là Quỳnh ạ. Còn mình là Tú. Quỳnh là account cho Relax và Mê Xe. Thi thoảng thì làm nhân vật tấu hài cho anh em. Mong anh em hôm nay được cười rất là nhiều với Quỳnh nhờ. No. Cũng như là anh Tú thì làm... anh Tú cũng là tấu hài. Cũng là tấu hài. Đấy, anh Khôi làm fanpage. Chuyên sai chính tả. Rồi, sau đây thì mình sẽ thử cái này. Và cái này, đây rồi. Là loại truyền thống. Còn đây là loại mới, tuyết kem đánh răng của ông Thọ. Thì hôm nay thì như bạn Hưng có gọi mình vào đây quay video thì mình không biết là mình làm gì cả. Nhưng mà bạn đã đưa cho mình cái tuyết kem đánh răng này. Kem đánh răng vị sữa ông Thọ. Đúng rồi. Thật đấy hả? Ui, nó chảy gì ra này. Mà chảy. Trông giống của anh Tú ấy. Thực ra vì mình được đặt cách các bạn ạ, mình đã quay vừa nãy mình được ăn thử rồi nên tại vì mình đói quá nên là mình không dài dòng nữa đâu, mình ăn luôn đây. Mình thấy là nó hơi lỏng. Cái này thì thấy đặc hơn. Cái này lỏng quá nào, vừa thôi. Không, thực ra tôi nghĩ là cái này màu có vẻ càng này nó lỏng hơn này. Ừ, cái này lỏng hơn, chắc chắn cái này lỏng hơn thật. Ê, thì cái có phải thổi không? Đúng thôi. Thôi ít thôi, ai cũng hết. Chấm đi, trông cho nó vẫn vượi đi. Các bạn nhân viên hỗ trợ ơi, các bạn ơi. Bạn hỗ trợ mình ơi. Làm gì? Cho mình mấy cái bàn chải đánh răng ấy. Nào, chấm đi. Này, cái này phải lên TVC quảng cáo sữa ông thọ mọi người ạ. À, bên Vinamilk nên book mình nhá, quảng cáo đây mình ngoáy này. Trời ơi, nhìn mình ngoáy sữa này, kinh chưa? Book chị làm gì có sữa ông thọ? Quảng cáo, xong rồi mình sẽ action kiểu ăn xem có ngon không? Chạy hết cả nước miếng không? À, tức là chị ăn sữa ông thọ hả? Ừ, đây này. Các bạn biết ai là nam chính rồi, sẽ là tôi. Không biết là các bạn đã xem Jojo chưa? Mình là một fan cuồng của Jojo và các bạn biết cái meme của Kakuhi không? Nào, cắt đi nhá. Nào, tôi rồi. Rồi sao? Ôi, ăn hài thật sự luôn ấy. Nó giống cái vị gì nhở?
Nó giống vị xương thọ. Đúng rồi, sữa ông thọ, nhưng mà khi mà pha loãng tại vì mà khi ăn hoa quả này các bạn ạ, ăn quả cherry này nó hơi nhạt, thế xong rồi nó chảy nước ra thì nó quyện với cả cái sữa đậu ông thọ này, nó thành, nó tan vào trong miệng thì là giống như là mình đang uống sữa ông thọ vậy. Nhạt hơn đúng không, nó thanh thanh hơn ấy. Thật sự là cái độ đặc ấy nó có ảnh hưởng đến vị đấy. Cái này cảm giác là đến cuối họng nó vẫn đang còn vị ngọt, còn cái bên đây này thấy chưa chảy. Em bên, 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 bên bình bình này này nhá. Đến cuối họng nó vẫn đang còn bị ngọt. Đúng không? Anh lại cảm giác cái bên này nó ngọt hơn nhá. Anh lại cảm giác cái bên bên này nó ngọt hơn nhá. Quạt, em ăn thử lại đúng không? Quạt, 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 quạt. Thành phần nó khác nhau ấy. Bên này là sữa 4.4%, bên này là 4.5% này. Khác nhau mà, khác nhau 0.0 0.1. Cảm ơn mọi người đã xem video ở đây nhé. Chủ yếu là bọn mình xem bọn mình ăn thôi. Còn thực ra thì các bạn thích ngọt thì các bạn ăn lon. Thích ngọt thì ăn lon, còn thích nhạt thì ăn tuyết. Ăn lon rất ngon các bạn nhé, mình khẳng định là ăn lon rất ngon. Ngon thật. Này, em có biết là bố mẹ dạy là người lớn đang ăn nó không được có bắt tay chéo chéo không hả? Anh hơn tuổi em à? Đáng chết rồi. Sinh tháng mấy? Tháng 10. Ai bảo gì thế? Em sinh tháng 10, 25 tháng 10. Wow. Này, em kém chị 4 tuổi rưỡi đấy. Bắt đầu nhận sinh nhật mình các bạn ơi. Tại vì là mật khẩu MacBook, đúng không? Nhưng mà đúng là cá nhân em thấy thì là cái tuyếp này sinh ra nó rất là tiện để việc mình ăn hàng ngày, mình ăn bánh mì các thứ ấy. Mỗi tội là mình thì mình không biết là do tuyếp này hay là tuyếp nào cũng thế mà nó cứ bị chảy chảy đấy, nó lỏng và như kiểu là các bạn mà mở ra rồi mà các bạn để ngược như này này, kể cả các bạn có đậy nắp vào thì nó vẫn bị chảy ra, nó bị kiểu lem lem đấy. Chốt nên vẫn là phải lem. Và đó là những trải nghiệm chúng ta về những sản phẩm như thế này. Các bạn muốn bọn mình trải nghiệm gì nữa thì đừng quên để lại ý kiến ở phía bên dưới. Bọn mình luôn luôn cố gắng mang đến cho các bạn những cái sản phẩm đồ ăn thức uống ngon nhất ở trong chuyên mục Take Away sẽ quay trở lại với các bạn hàng tuần ở trên kênh vlog của bọn mình. Còn bây giờ thì bye bye.